Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em. Anh em cần thông tin vui lòng liên hệ với các đầu số của shop nhá. Trong video ngắn này, shop xin giới thiệu với lại các bác một số bộ USB tiếng chim nhá. Bộ USB tiếng chim thì bao gồm là có cuốc biển này. Đây là bộ cuốc biển nhá các bác nhá. Cuốc biển ấy USB tiếng chim đêm 2018 các bác nhá. Cuốc biển thì sẽ có hai cái USB, một bộ hai cái USB. Hai cái này thì mỗi một cái là có 3 bản hoặc là 2 bản. Thì các bác năm nay đánh anh em đánh thì thường là sẽ đánh chạy trơn, có nghĩa là có 3 bài thì chạy hết 3 bài rồi lại quay lại. Hai USB này cùng đánh, cùng kết hợp nhá, thì hiệu quả nó sẽ cao. Cái USB này là USB bản quyền các bác nhá, USB bản quyền. Các bác mua là phải mất tiền. Còn cái này thì nó cũng không bao nhiêu đâu, nó có mấy trăm nghìn thôi nha các bác nhá. USB tiếng cuốc biển này, USB tiếng rẽ run nhá các bác nhá, rẽ run tổng hợp thì nó có tất cả các loại rẽ, từ rẽ hồng đến rẽ hoa, rẽ to rẽ nhỏ nhá, gọi là USB tổng hợp các loại rẽ, rẽ run nhá. Đấy, USB này rẽ run này, cái này thì nó có nhiều loại rẽ, nhiều loại rẽ run các bác nhá. USB này toàn là USB hiệu quả, USB đánh kinh tế nhé các bác. USB đánh kinh tế thì các bác mua là phải bỏ tiền. Đấy. Cái này thì không phải là miễn phí mà cái này là hàng độc quyền, hàng độc quyền đã được bảo mật các bác nhé, hàng độc quyền được bảo mật. Thế ngoài ra thì có cả đặc biệt là cái bản USB rẽ run chuyên nghiệp, bản USB rẽ run chuyên nghiệp này nhé. Cái này thì là có một bản duy nhất đảm bảo với các bác đánh rẽ run là ok nhất nhé. Hai loa là hai tiếng khác nhau. Và hai loa này là đảo tiếng cho nhau trong vòng 10 phút. Thế là 10 phút lại đảo cho nhau một lần. Tự động đảo các bác nhé. Có nghĩa là 10 phút này thì cái tiếng của loa bên trái kêu giọng này, thì 10 phút sau cái giọng đấy lại đổi sang kêu loa bên phải, và ngược lại loa bên phải lại đổi sang kêu loa bên trái nha các bác nhé. Và hai loa là hai giọng khác nhau, hai tiếng khác nhau. Đấy. Thì đây là tôi cũng giới thiệu với các bác thôi. USB rẽ run chuyên nghiệp này, cái này thì nó đắt nhé, nó đắt, nó hơn 500.000, trên 500.000 nhé các bác nhé. Thế còn USB tổng hợp này thì nó rẻ hơn, nó có hơn 400.000 thôi các bác nhé, hơn 400.000 thôi. Các bác lưu ý cái này là hàng đánh kinh tế nhé các bác nhé. Và tiếng gà đồng cho anh em đánh đêm nhé các bác nhé, tiếng gà đồng cho anh em đánh đêm. Đối với USB gà đồng này thì nó cũng giá rất là mềm, nó hơn 300.000 một chút nhé các bác. Đấy. Thì cái này là shop chủ yếu là bán kèm theo âm ni, theo loa cho anh em mua có nhu cầu. Còn cái này là USB, này là USB của cơ sở đặc biệt nhé, cơ sở đặc biệt, hàng có bản quyền này, hàng mã khóa chứ không phải là USB bình thường của shop đâu nhé. USB này USB chuyên nghiệp của anh em đánh trên đêm chuyên nghiệp nhé. Cái USB này ấy, nói trước với các bác nhé, các bác mua về thì cái này là nó là USB, gọi là USB 2G. Đây, như này các bác mua về ấy, là chỉ có dùng trong cái việc là cắm vào âm ni để đánh thôi nhé, còn tuyệt đối không được cắm vào trong máy tính. Khi các bác cắm vào máy tính ấy, là hệ điều hành của máy tính nó đọc cái USB này ấy, là nó làm nạc tần sóng nhé, thì các bác đánh chim theo không ăn nữa. Thì hôm nay tôi sẽ thử cho các bác test thử cho các bác nghe cái bộ tiếng chích rẽ gồm hai USB nhé, bộ tiếng chích rẽ. Các bác đánh hai USB này, các bác đánh trên hai đầu là mỗi đầu hai loa là 4 loa, thì nó sẽ ra được 4 âm tiếng khác nhau nhé các bác nhé. Bây giờ tôi thử cho các bác luôn, thử cho các bác nghe một đoạn nhé. Đây là cái bộ tiếng cuốc biển hay là tiếng chích rẽ năm 2018 nhé các bác nhé. Tiếng này này thì giá thành hợp lý dành cho anh em đánh chim đêm cơm gạo kinh tế nhé, không quá đắt đỏ đâu nhưng mà hiệu quả rất là tốt. Đấy. Đây, hai cái đầu này thì một đầu tôi dùng điện 12V, một đầu tôi dùng điện 220V. Thank you.
Đây là cho các bác nghe thử một khúc nhá. Các bác lưu ý này, cái USB này là USB bản quyền, là đã được mã khóa lại rồi. Các bác mua về là chỉ có cắm vào đầu đánh thôi nhá, tuyệt đối không được cắm vào máy tính. Các bác có cắm vào máy tính thì bên sản xuất họ đã định vị rồi, các bác cắm vào cái là họ biết ngay nhá, và sẽ làm lạc cái tần sóng đi, virus nó ăn file, làm lệch tần sóng đi, các bác hôm sau đi đánh chim là sẽ không hiệu quả nữa. Đây tôi nói trước với các bác như vậy nhá. Ở đây là cái bộ USB tiếng Quốc của năm 2018 nhá các bác nhá, khi tiếng Quốc biển. Đấy, khi các bác mua bộ Quốc biển hay bộ trích giấy thì sẽ có được hai USB này. Hai USB này thì giá nó chưa tới 1 triệu đâu, giá hợp lý thôi. Các bác muốn biết giá thì các bác liên hệ trực tiếp nhá. Đấy. Thế còn cái này thì tôi cho các bác nghe thử hết như vậy. Các bác có download về, các bác để dùng để đánh ý, thì cái tần số nó không đúng, độ ăn chim nó không có đâu các bác nhá. Các bác cứ download thoải mái luôn, không sao cả. Cái USB gốc này này thì nó mới hiệu quả này các bác này nhá. Cái này người ta đã căn chỉnh tần bát, tần sóng bát check nó phù hợp với này tiếng chim nhá. Thì cái này là tôi chỉ nắm lại được, tôi truyền đạt lại các bác như vậy nhá. Đây là cái USB tiếng chim, hàng hàng độc quyền nhá các bác nhá, hàng độc quyền, hàng bảo mật đấy. Đấy các bác lưu ý kỹ, mua về là chỉ để dùng thôi chứ không có sao chép gì được nhá các bác nhá. Rồi xin cảm ơn các bác. Đây là cái tiếng Quốc biển, thì cái video sau tôi sẽ test cái tiếng gà đồng cho các bác nghe nhá. Các bác chú ý theo dõi video tiếp theo nhá.